Đôi vai anh đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi mười chữ thâm đa. Lần người anh đừng quá run run, lượn tia nắng hầm thân mật. Xin nao lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta nhìn nắng lung linh, từ đây đôi mắt giữa trong. Bàn tay em là thánh sen thơ, ước trong vùng đêm mai ta. Nụ thanh xuân còn nấp mê nơi, nét xinh náo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dàn rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sẽ mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sẽ mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu đấy, xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhu phút giây. Dịu dàng say giữa không trời, để sắc hương sâu nghìn dòng đời. Có thầm nhẹ nhàng say theo lời hát, cùng bước em dịch cháy lên dạng ngời. Có thầm dịu dàng say giữa không trời, để sắc hương sâu nghìn dòng đời. Có thầm nhẹ nhàng say theo lời hát, cùng bước em dịch cháy lên dạng ngời. Nỡ ngàn thời gian như lãng động, và khắp nhân gian đang chìm trong mộng. Gõ thầm nhẹ nhàng xoay theo điệu múa, cùng bước em dịch trái lên dạng ngời. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đá ngây dài vì sáng em bố. Và đêm nay muôn đêm sức hướng nghe thư, cùng bước em dịch trái lên dài dỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đá ngây dài vì sáng em. Và đêm nay muôn đêm sức hướng nghe thư, cùng bước em dịch trái lên sáng ngời. Xin chúc mừng Tuấn Trần với phần hóa thân thành ca sĩ Lam Trường. Chúc mừng bạn với một cái liên khúc rất là hay, với những bài hát đã rất nổi tiếng của anh hai Lam Trường. Và ngày hôm nay có vẻ là tinh thần ổn định hơn tuần trước phải không? Cho nên là cái phần biểu diễn Nam Cường ngồi dưới Cường nghe rất là dễ chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Quang. Hôm nay là lần đầu tiên anh được theo em hát. Anh thấy em cố gắng là giống rồi đó. Mấy cái ngân lưng chừng không có hết hơi, ngân lưng chừng cái ngừng cái, tất cả mọi thứ nó giống, chứ có một cái điều anh thấy á, hơi rõ lời quá. Lam Trường thì hay hát cái chữ này và cái chữ kia nó dính lại nhau, nó giống như nó có cái dấu liền lại á, cho mình cái người nghe tôi có cảm giác rằng là không rõ, nhưng mà thực sự đó là cái kiểu. Cái quan trọng nhất là đã vào cái vai đó rồi thì mình tự tin lên chút. Xin cảm ơn nhà sĩ Nguyễn Quang rất nhiều. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Văn Khánh. Nãy em vừa hát xong, chị quay qua với Nghĩa cho nói đầu tiên là nhận xét cái phong cách á, sao tự nhiên chị nhảy thấy hơi giống Văn Linh ta. Hơi giống cái tay cái bước chân hơi giống Văn Linh. Thực sự thì chị biết là em đã nắm được cái tinh thần và cái cách hát của anh Trường, thực sự là như thế. Nhưng mà rõ ràng nếu mà chị nói một giữa 100% ha, thì em khoảng được khoảng 60-65% cỡ đó, tức là em đã đạt tới được cái ngưỡng đó. Cái ngắt em cũng có rồi, cái kiểu hát như nhả chữ như thế em đã có rồi, chắc phải hát thêm nhiều vòng nữa thì nó sẽ thấm hơn, nó phải hơn xíu nữa, thì em đang chưa tới cái ngưỡng đó. Cũng khó lắm, nhưng bởi vì giọng bạn này, giọng thật của bạn ấy hát rất là rõ, rất là chuẩn,
cái lời luôn á. Thì đó, tại vì cái chắc. vấn đề nhưng của bạn là tại vì thân chọc đây thì đó mình... cho nên là em nói để bẻ được cái giọng cho nó khác đi. Vấn đề là bạn là vì rõ quá, cái hơi bạn ngân dài tại trường là nó ngân kiểu đó, thành ra mới là cái mình phải khắc phục. Thực sự ra thì giống như là Vân Khánh ngồi đây giờ kêu khán giả, người nào khán giả được, nhưng mà tại vì là mình đã đứng trong cái chương trình này rồi thì bằng mọi cách mình phải làm thôi, giống nhất có thể. Còn các anh thấy thế này, trước tiên là về cái ngoại hình của em. Em đã chú ý đến cái tóc của em để làm sao cho giống anh hai Lam Trường nhất. Chứ bữa trước thì bạn không có làm cái tóc gì đâu. Ít nhất mình cũng thấy được một cái kiểu tóc rất là quen thuộc, giống như là hình ảnh đóng dấu trong mắt khán giả luôn. Với cái mái tóc này của anh hai Lam Trường là như vậy ha. Rồi về cái cách hát của em cũng như thế, cũng như là cái phong cách của em. Anh thấy nó đã thoải mái, nó tự nhiên hơn rất là nhiều so với cái vòng trước. Em tự nhiên em nhún nhảm hát, mặc dù khi em nhảy thì nhìn có vẻ giống anh Quang Linh thiệt. Nhưng mà ít ra là em cũng đã giải phóng cơ thể mình được, mình không có bị gò bó trong cái tiết mục. Mà anh hai Lam Trường là như vậy, cái cách của anh Lam Trường á thì nó gần gũi với khán giả lắm, cho nên là cái cách của anh hát vừa giao lưu vừa nhảy múa và kể cái gương mặt nữa. Nếu em chú ý á thì em sẽ thấy anh Trường hát anh hay nhướng nhướng nè, anh hay nhướng nhướng cái trán nhăn nhăn lên nhìn hát nè, đó đó, thì nó sẽ rất là ra cái hình ảnh mà mọi người đã quen thuộc với anh Lam Trường. Em hát hai bài mashup vô với nhau mà nó cho một cái cảm giác dễ chịu lắm, nó nhẹ nhàng, nó vui đó. Và khi mà mình cảm thấy dễ chịu, vui với cái tiết mục đó đó thì anh lại ít quan tâm tới cái chuyện là hát giống đến mức độ nào đó, bởi vì anh cảm thấy đây là một tiết mục rất là dễ chịu. Còn về cái gọi là nếu mình soi kỹ về cái cách hát của em thì cái cách của anh Lam Trường á hát bay hơn, anh Nhã chữ á nó nhẹ hơn, nó bay hơn. Còn em đang hát rất là chắc, từng chữ em trau chuốt quá cho nên là nó có vẻ nó hơi cứng một tí thôi, chứ còn vẫn nghe ra được cái âm sắc, cái màu giọng của anh Lam Trường. Chúc mừng em. Cảm ơn ban giám khảo. Có lẽ so với tuần trước thì bạn đã lắng nghe những phần chia sẻ cũng như góp ý của ban giám khảo, để tuần này bạn đã có một phần thể hiện tốt hơn vòng trước rất là nhiều. Vậy thì không biết số điểm mà ban giám khảo cho bạn là bao nhiêu, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Nam Cường xin số điểm đến từ giám khảo chính của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Anh sẽ dành cho em số điểm là 9,5. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa với 9,5. Xin mời số điểm đến từ giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Thì dành cho em là số điểm 9,50. 9,5 đến từ nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Và số điểm đến từ nhạc sĩ Nguyễn Quang. Anh dành cho em số điểm là 9,5. Vâng, số điểm 9,5 đến từ nhạc sĩ Nguyễn Quang. Và tổng điểm của bạn Tuấn Trần đạt được là 28,5 điểm. Chúc mừng bạn. Và chúng ta vừa thưởng thức màn hóa thân của Mita Minh Tâm thành ca sĩ Mỹ Tâm. Hôm nay với giao diện của bạn là rất giống ca sĩ Mỹ Tâm và lựa chọn một trong những bài hát rất nổi tiếng qua phần sáng tác của ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì chúng ta cùng lắng nghe nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn nhé. Hôm nay thì ở ban giám khảo chúng ta có nhạc sĩ Nguyễn Quang, là người đã làm việc với ca sĩ Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên luôn. Thì không biết rằng với phần hóa thân của bạn Mita Minh Tâm thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Ngay từ khi mà Nguyễn Quang cầm ở trên tay bài hát và tên của bạn, người ta thấy chữ Mita là Nguyễn Quang thấy là nó cũng lấy quen lắm rồi. Dạ, tại liên vì, quan liền rồi. Đúng rồi. Vì lúc đầu thì Mỹ Tâm cũng có hay dùng cái nickname nhưng mà kêu Mita. Rồi bây giờ là lại còn Minh Tâm nữa. Thế là nó trùng trùng. Những cái ngày đầu tiên mà khi mà Mỹ Tâm bắt đầu làm việc với lại anh ở trong trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố, anh chính là người đưa Mỹ Tâm đi thi cuộc thi châu Á và thắng giải rồi trở về đây là bắt đầu có tên tuổi của Mỹ Tâm đó. Thì anh không lại cái kiểu hát em đạt được tất cả những cái mà gọi là cái đặc trưng đặc thù của Mỹ Tâm á, thì em đạt được rất là giống, rất giống. Chỉ có một chút xíu thôi là Mỹ Tâm hát chữ rất gọn, không có bị ê a. Và cái điều thứ hai nữa đó là những cái chỗ mà rồi ở giữa đó, những cái đoạn mà khi mà dạo nhạc rồi Mỹ Tâm hay hát lên đó, mà cái đoạn feel đó là bản thân anh khi mà lúc mà luyện để đi thi châu Á đó thì nó nói là cho em chỗ này tại vì em hát cái bài này em bị ức chế lắm. Mỹ Tâm là bao giờ cũng thích là làm sao mà cho nó bộc phá ra, thì những cái chỗ đó nó thoát dữ lắm, chứ không phải là hát theo cái giai điệu không đâu. Mặc dù là cũng là mà cái nốt giống hệt, nhưng mà cách nó là giống như là tôi muốn thoát khỏi cái chỗ này. Với lại thường thường cái đoạn cuối, Nghĩa có để ý không, đoạn cuối như cái chỗ mà cuối bài hay cuối cái cao trào đó Mỹ Tâm hay dồn hết. Nếu mà mình muốn vào cái phiên bản đó thì mình để ý cái điều đó. Và điều quan trọng nhất là
cái chữ chữ Mỹ Tâm gọn lắm. Hồi nãy em thấy phần cuối bạn cũng rất là đẩy cái cao trào lên. Đúng rồi, đẩy đó, nhưng mà đẩy thì mình hiểu là có đẩy, nhưng mà cái kiểu mà tôi muốn thoát khỏi cái chỗ này á, bứt phá đó. Và theo như năm vừa được biết là ngày trước với một bài hit rất là nổi tiếng của ca sĩ Mỹ Tâm là Mãi Yêu, cũng là một trong những bài hát đồng sáng tác với nhạc sĩ Nguyễn Quang, phải không ạ? Thật sự ra là bài đó là anh là cái người sáng tác đo ni cho Mỹ Tâm. Dạ. Rồi như anh nói, nó có những cái chỗ mà thích mà vượt ra ngoài thì Mỹ Tâm nói em thích, em muốn vậy, em muốn vậy, em muốn vậy. Nó ok thì chiều em luôn, cho em muốn như vậy. Thì cho nên nó trở thành đồng sáng tác. Dạ. Và cái bài hát đó là mang đi thi bằng bài đó luôn á. Dạ. Còn với nghệ sĩ Tú Vân Khánh, qua phần thể hiện này thì nhận xét của chị như thế nào ạ? Một cái điểm giống đầu tiên đó là cái chất giọng của bạn khá là tương đồng với cái giọng của Mỹ Tâm. Thậm chí là bạn còn khá dày hơn Mỹ Tâm nữa. Nãy cái phần hát thì anh Quang đã nói rồi. Chị chỉ nói về cái thần thái một chút xíu. Chị để ý Tâm hát á, nét diễn của Tâm rất tĩnh. Lạnh, nó hơi lạnh. Nó hơi lạnh. Mây buồn trôi mãi. Cái kiểu Tâm nó thả ra từ đầu chứ không phải. Như mình thường thường là mây buồn mình chỗ to chỗ nhỏ này này này, nuôi ăn thất thái vậy kia. Cái kiểu của Tâm nó đưa thẳng ra cũng rất là nội lực, nhưng kiểu của Tâm nó rất là, nó như nghĩa nói, nó lạnh. Cái khuôn mặt với Tâm nó hát rất là lạnh, nhưng mà cái giọng không hề lạnh chút nào. Thì đó, em phải để ý thêm về cái cách biểu diễn, cái sắc thái của mình á, khi mà cách diễn của chị Mỹ Tâm á thì nó sẽ giống nhiều hơn nữa. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Vân Khánh. Còn với nghệ sĩ Tú Đại Nghĩa, vòng này á anh thích hơn. Vòng này anh cảm giác rằng là em đã gần như là nhập vai một cách trọn vẹn vào Mỹ Tâm. Từ cái thần thái em bước ra, rồi cái cách em hát, kể cả cái giọng của em. Trang phục nữa. Dạ, cái trang phục thì, cái trang phục là cái bên ngoài bạn cũng dễ, nhưng mà cái quan trọng là cái bên trong đó anh. Cái thần thái bên trong là bạn có hơn so với lần trước, cũng như là cái cách hát của em hôm nay hay hơn nhiều. Anh cảm nhận được cái giọng của Mỹ Tâm qua cái cách hát của em. Cái giọng nó vang, nó rền, mà có cảm giác như không hề cố sức. Đúng rồi. Hát rất là nhẹ nhàng mà cái giọng nó vang ra, nó rền. Bởi vì khi anh nghe Mỹ Tâm hát á, anh cứ có cảm giác giống như là nghe một cái tiếng chuông đồng á. Nó ngân và nó vang, nó rền 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 rền. Cảm giác như là hát một cách nhẹ nhàng, thư thái lắm. Thì hôm nay em làm điều đó anh cảm thấy rất là thích luôn. Cái giọng của em, nhất là những cái quãng trầm thì nó dày, nó rền, có cái độ vang của nó. Mà cái âm sắc cũng giống Mỹ Tâm nữa. Còn với những cái nốt cao em lại càng giống hơn. Ví dụ như là những cái từ cuối cùng của những cái câu mà cao ha, còn yêu nhau nữa thôi, cái chữ nữa thôi, rất giống nè, anh đi mãi xa nè, hoặc là em buồn em khóc, tức là những cái nốt cao cuối cùng em lên á, cái màu rất giống màu của Mỹ Tâm luôn. Cho nên hôm nay anh coi anh thích hơn rất là nhiều so với cái vòng trước khi em thi. Và kể cả cái phong cách của em trình diện cũng như vậy nữa. Cái tay em đưa ra đó, cái tay cũng rất là Mỹ Tâm. Thì có lẽ là em cũng đã nghiên cứu sau một cái vòng thi trước để mà bắt được những cái nét gọi là quen thuộc nhất của Mỹ Tâm với khán giả, để em đưa vào trong cái phần thi của mình hôm nay. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Có lẽ là phần trình bày của bạn ngày hôm nay ở vòng thi này đã tạo nên sự thích thú dành cho ban giám khảo. Không biết rằng số điểm dành cho bạn là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ đón nhé. Xin mời số điểm đến từ nhạc sĩ Nguyễn Quang. Anh dành cho em chừa một chút xíu, 9.75. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang với 9.75. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, anh cũng dành cho em số điểm là 9.75. Vâng, cảm ơn số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa 9.75. Và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh là... Chị cũng dành cho em điểm số là 9.75. Vâng, 9.75 đến từ nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Vậy tổng số điểm của Mỹ Tâm Minh Tâm là 29.25. Xin chúc mừng bạn. Bella tempesta, bella aria fresca.
di chana fresca che bella cosa na giorna dai sole ma no tu sole più bella di me o sole mio san fronti te o sole mio san fronti a te. Rồi mà vũ công vẫn còn say. Quá là ấn tượng. Không có ai ngồi hết. Chúc mừng bạn 20 điểm đầu tiên. Và hãy xem số điểm của họ như thế nào. 1, 2, 3 số điểm là hai thành viên trong ban nhạc đã cho Quỳnh Anh điểm 7. Số điểm này Quỳnh Anh nghĩ là do hai anh ganh tị với body của mình nữa mà. Đề ba câu đầu vô là em đã có vấn đề. Hôm nay em sao vậy? Cái ngày tập em hát rất là chuẩn. Khi mà thí sinh hay ca sĩ bước khi bước lên sân khấu, ta nên bỏ hết tất cả mọi thứ ra, tập trung vô bài không, thi. Không, không bỏ hết được đâu anh, khó lắm. Bỏ vẫn phải có cái gì trên người chứ. Đã hát như vậy mà ông chê gì nữa. Mà mặc đầm đẹp thế này 7 điểm. Vâng, nhưng mà có thể là bởi vì đã có cái sự so sánh giữa cái lúc mà tập. Lúc tập hay á, thì chúng tôi có quyền kỳ vọng nhiều. Mà đến khi mà trình diễn, nhất là trình diễn trên sân khấu, sống với ban nhạc, thì lúc đó đó, ý kiến của ban nhạc có thể thay đổi. Vâng. Xin mời ban giám khảo. Rất là tuyệt vời, em lên những cái nốt cao thật là hay. Tức là vào phần cuối, anh rất là thích. Cộng thêm cái trang phục của em là bước ra là anh cảm thấy như có một cái gì nó sang trọng vô cùng. Chị cũng rất là thích cái trang phục của em. Mà cách hát của em chị cũng thích. Cái đó là chị chúc mừng em ha. Nhưng mà ở đây có một cái để chị nói cho em nghe. Cái khuôn mặt nó hơi bị nhạt một chút, là cái môi quá lợt. Ở đây chị nhìn ra chị không thấy. Đó là nó bớt đi một cái nét đẹp gì. Lúc em vừa bước ra là Phi Nhung nói: trời ơi, tướng đẹp quá. Quỳnh nói đâu phải Nhung đâu. Nhung nói với Quỳnh. Quỳnh nói. Nhung nói. Tổng số điểm của ban nhạc Quỳnh Năng là bao nhiêu? 73 điểm. Đâu có ít đâu em hả? Và cộng với 20 điểm của 20 vũ công đã nhảy suốt bài hát của em sẽ là 93 điểm. 93 điểm. Chim khế ngọt trâu con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rước bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đường, quê hương là con đò nhỏ em đêm khua nước phiên sơn, quê hương là câu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng trên, quê hương
sóng dài trải ra biển. Lúa xanh đồng mơn mơn ngắm phù sa. Trời thưa quý vị, trong số 20 các vũ công, chúng ta có hai người đã không tiếp tục nhảy, bằng được 18 điểm. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm từ các thành viên của ban nhạc quyền năng. Kết quả là... có một điểm 10. Wow. Kết thúc phần thi vừa rồi của mình thì em cảm thấy nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nhưng mà khi quay lại và nhận được điểm 10 từ thành viên trong ban nhạc thì em cảm thấy nó an ủi lại phần nào. Xin mời Minh Kha. Hôm nay em có một tiết mục diễn tốt hơn tiết mục tập trước rất nhiều. Và thứ hai nữa, em có cái đoạn biến tấu ngay cái đoạn giữa bài, em có cái hò nó lắng xuống và nó tạo được cho anh một cái cảm xúc rất là lớn. Và cộng thêm một nữa là cái chiếc áo dài của em, anh rất thích. Em cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay tôi nghe thấy có một vài chỗ nó có vẻ như là nó lo ra, nó không có thoải mái cho lắm. Và riêng về cái phần hò mà bạn Kha nói đó, thì tôi thấy là một ý tưởng hay nhưng mà nó chưa được làm trọn vẹn. Tôi nghĩ là bạn phải chuẩn bị cái hơi cho nó dài hơn và nó dứt khoát, nó không có do dự trong cái những cái luyến láy. Xin cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, tổng số điểm từ ban nhạc là 78 điểm. Và cộng với 18 điểm, thí sinh chúng ta đã có 96 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đối với anh thì theo những cái dòng trước em đã trình bày thì dòng này em khá hơn rất là nhiều. Em trình bày nhạc phẩm quê hương này rất là có tình cảm và có hồn. Chính em nên giữ cho khả năng của mình cho tốt hơn. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời ca sĩ Phi Nhung. Cô Nhung ủng hộ con mấy cái điều con sáng tạo. Con đã đưa cái câu hò vô cái phần nhạc chính giữa. Và nếu con có muốn hò thì con phải nghe kỹ những cô chú đi trước hò và con giữ cái hơi cho mình nhiều để mà mình hò nó không có bị mệt. Cái ý tưởng đó thì cũng mới suy nghĩ ra thời gian gần đây thôi, cho nên là khi mà phối vào rồi thì nó không được hòa quyện lắm và làm khựng lại cảm xúc của người nghe. Hy vọng rằng con sẽ có vững niềm tin và sáng tạo để giữ vững tinh thần và tình yêu của mình với âm nhạc. Xin được chúc mừng Trang. Chút mơ mộng đừng tìm nhau nữa nhé.
nhé em, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu, và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim, rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em, ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em, ta đã quên ngày tháng đi hoang. Và khi em cách xa, lòng ta ấm u như cây đã tàn, lá đã khô. Còn buồn chi nữa hỡi em, yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Ngồi im trong giấc mơ, để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Lệ còn vương mắt ai làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi trách than, ta xin từ đây đành cách xa người. Dù em có mãi trách than, ta xin từ đây đành cách xa người. Quên đi tình yêu cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, một bài hát mà chắc có lẽ những người nào có một thời lãng mạn thì không thể không nhớ đến bài hát này. Thưa quý vị, chúng tôi thấy có 3 thành viên, các bạn đã không nhảy tiếp, xin mời cho biết lý do. Ở cái những cái nốt thấp á, bạn đó hát em không có nghe được rõ lời, cảm giác giống như là bạn nó quên những cái lời đó, nên là em không thích. Cảm ơn em. Thí sinh này được bao nhiêu điểm từ các vũ công? Dạ, 17 điểm. Chính xác, chúc mừng em. Em ơi, bây giờ mình xem điểm cái ban nhạc. Mời Hoàng Bách. Anh nghĩ là hôm nay anh chọn sai bài rồi. Những cái nốt trầm của em là bị mờ, và những nốt cao thì em đang hơi với. Hát thì nó cần lẳng lơ một tí, và em đang bị cứng quá. Em đang bơi theo cái bài. Và anh nghĩ là em chọn sai bài, chứ giọng của em thì không có phải là tệ. Bạn hát thì là một người trả bài, hát cho nó xong thôi. Bạn không có đặt cái trái tim, cái tình cảm của mình vào cái lời hát. Cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, và mình sẽ cần cố gắng hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ xem cộng số điểm của các thành viên ban nhạc. 59 điểm và cộng với 17 điểm. Như vậy thí sinh Vi Thiện của chúng ta kết quả là 76 điểm. Có hơi buồn một chút. Có lẽ là mình thể hiện chưa được tốt. Xin mời chia sẻ từ các thành viên giám khảo. Khuôn mặt em dễ thương, hiền, dịu. Mà cách mặc đồ của em nó cũng trẻ trung. Nhìn rất là Hàn Quốc đúng không chị? Hả? Nhìn giống như là một diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Đúng rồi. Mà chị không ngờ em hát cái bài này. Chị ngồi cho nói thôi, bao nhiêu tuổi vậy mà sao nó lựa cái bài già quá vậy. Chị rất là tiếc cho em. Anh nghĩ cái bài này em chọn sai bài, từ cái giọng không phù hợp với cái giọng của em. Vậy thôi. Dạ, thật sự là bài hát cũng là mới với em. Phong cách thể hiện bài hát thì cũng là một cái sự mới mẻ đối với em. Em thật sự cảm thấy mình đã cố gắng hết sức cho một cái trải nghiệm mới. Xin cảm ơn. Và cái phần lạc quan tin tưởng của bạn sẽ là một cái hành trình tiếp theo trên chặng đường nghệ thuật của bạn sau này. Xin cảm ơn Vi Thiện. Mình tên là Hoàng Nghĩa. Ngoài là ca sĩ ra, mình còn là một kiến trúc sư và làm đồ chơi cho con nít. Mình khoái cà phê, mê con nít và thích mô tô. Đến với cuộc thi ban nhạc quyền năng lần này thì coi như là cái nhà lá vườn, có gì mình cố gắng chiêu đãi mọi người món đó. Rốc hấp xả có. Đây, nhảy quá rớt luôn cái nhẫn này nè. Trời ơi,
Không có đám cưới đâu. Em coi, em xây lại coi. Em nhìn kìa, em nhìn kìa. Hoàng Bách, chuyện gì đã xảy ra? Không ai bấm hết trơn. Trời ơi. Em. Dạ. Em thấy đó, không có một sự phản đối nào, không có một dấu X nào hết. Yeah. Nghệ sĩ Hải Phượng, hãy có nhận xét về nhạc rock vừa rồi. Bạn đã làm cho tất cả khán giả và ban giám khảo cảm thấy là hào hứng, phấn khởi. Và chúng tôi rất là mong có được một ca sĩ giống như bạn ở trong ban nhạc. Yeah. Thật sự là quá đã. Tỉnh dậy là vì những tràng pháo tay của quý vị khán giả, rất là tuyệt vời. Bạn ấy xứng đáng được cái cơ hội này. Mọi người đồng ý không ạ? Em thấy là vóc dáng là đẹp rồi đó. Quần áo rất là đẹp luôn. Nhảy là coi như là không thua gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Chị ước gì chị sẽ hát chuyên nghiệp lắm với em. Quá sức hân hạnh. Chơi luôn Nghĩa. Không, 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 không con ngựa. Ô này anh. Không, 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 không con ngựa. Ô này anh. Không, không con ngựa. Nghĩa đi thẳng vào vòng trong chung kết. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ban giám khảo. Thank you. Ban giám khảo đang chọn mình vào vòng trong thì chắc chắn là rất là hạnh phúc rồi. Gặp không ai.
thương lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu họ thủy chung giận lắm cũng đành ru lại câu họ thủy thi thứ hai đã thi xong nhưng mà Phượng cảm thấy Phượng hát chưa có được tốt. Hai người trong số 20 người em được 18 điểm trong phần với các vũ công. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời số điểm từ ban nhạc Việt Nam. Xin mời anh Thảo. Cái lần đầu em lên tông thì nó quá ok. Tiếc có cái là hai lần sau em lên nó bị chập choạng quá. Nếu mà em bình tĩnh chút xíu nữa, em chờ cho ban nhạc thêm một ô nhịp nữa thôi là em bắt được cái tông rồi. Bạn này hôm nay đó là bị vấn vương trong cái vấn đề mà lên tông là phải hát ngay. Không, chúng tôi đâu có nói là bạn phải bắt ngay được đâu. Bạn có thì giờ lắng nghe,
thường thường những cái bài khó như thế này, khi mà chống báo gì thì là dứt câu là mình phải bắt đầu đếm. Và trung bình đó là nó trong cái dạng 4 ô hay là 8 ô thôi. Nó không thể chạch ra ngoài được. Thế nên có lẽ là bận tâm quá quên. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng: 66 điểm cộng 18 điểm. Và như vậy tổng số điểm của bài hát thứ nhất và bài hát thứ hai cộng lại là bao nhiêu điểm? 177 điểm. Chúc mừng. Vâng ạ, em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Chúng ta nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đúng ra là em có thể em làm tốt hơn được nữa, nhưng mà tại vì anh nghĩ là có phần em bị thiếu sự tự tin. Tinh thần em chuẩn bị, em nói chết chết, mình phải vô liền, chúng tôi vậy đó, em cứ sợ sợ vậy, em cứ làm mất cái tinh thần của em đi. Mặc dù là có thể không có vừa ý lắm, nhưng mà anh chúc mừng em. Xin cảm ơn. Xin mời Trường Vũ giám khảo. Nếu như là em sẽ cho 8 điểm chứ không phải là 7 điểm, tại vì đây là một trong những cái thử thách mà khó nhất từ đầu chương trình cho tới giờ. Nhưng mà cái bài học quý giá nhất của Hà Thị Anh ngày hôm nay chính là mình phải giữ cái sự điềm tĩnh khi ở trên sân khấu, mình phải làm chủ được cái tình hình. Dạ vâng ạ. Ok. Cảm ơn Hà Thị Anh đã hoàn thành bài hát thứ hai của mình. Chồng son đã nuôi lòng ước mong, thương vợ chồng ta cùng tắt biển đông. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Thank you.
khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ con chào chú. Dạ chú con hát nha. Đó kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời à. Cảm ơn chị rất Khánh Ngọc ạ. Thế còn Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong ba tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên, nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu, và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung. Cành mai cùng đôi chim én lượn bay trên cành.
làm quà xuân gửi tặng anh về phong quân. Đường chỉ mai chẳng được khéo tay, xin các anh hãy vui lòng nhé. Tuy chiếc khăn tay không biết sẽ về ai, đôi cánh chim bay không biết sẽ về ai, nhưng lòng em vẫn tin ngày mai. Ngày mai rợp bông cờ bay, thì mai cầm chiếc khăn tay em đón nhìn. Môi chỉ im theo nghĩa theo tình, tình yêu thương anh, tình yêu non nước, gửi tâm tình theo bước quân đi. Khăn này gửi anh dùng để gói theo cơm nắm, khi hành quân cơm sáng bên lưng, dính thêm lòng khi nắng hạ mưa giông. Khăn này để thao trường bữa nắng trưa gay gắt, đổ mồ hôi, lao mồ hôi anh dắt bên vai, miếng mỉm cười tưởng bóng người tặng chiếc khăn tay. Dùng đánh giá rất cao cái phần dàn dựng của người đạo diễn cũng như là người biên đạo đã dựng ra bài hát này rất là chân thực, và sự hồn nhiên lạc quan của em cũng nói lên được cái tinh thần của những người phụ nữ Việt Nam ngày ấy. Dễ thương lắm. Cô lại thấy là cả một cái sự cộng hưởng, giống như là nãy Nguyễn Phi Hùng nói là cái người đã dàn dựng cái tiết mục này rất là tinh tế. Chỉ qua một bài hát thôi mà thấy được cả cái tâm hồn, cả cái tinh thần và cái duyên dáng trong một cái dàn nữ trong cái bài hát này, nó làm mọi người cứ xao xuyến. Về mặt dàn dựng rất tốt, nhưng về phần ca em vẫn còn lựa một cái tông nó hơi thấp với em hay sao đó. Những cái nốt mà xuống trầm đó anh vẫn không nghe rõ. Nếu như cái tông này lên thêm khoảng nửa cung nữa thì chắc có lẽ là giọng em sáng hơn. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 10 điểm dành cho Trương Anh Đào. Bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào. Xin mời quý vị. Sáu điểm. Tôi là Ninh Lộc. Cách đây 12 năm, tôi chỉ là một cô bé non nớt, chân ướt chân ráo từ Long An lên trên Sài Gòn, chỉ với một ước mơ duy nhất là tìm kiếm cơ hội để được đặt chân trên con đường nghệ thuật. Lúc đó, hành trang của tôi chỉ là 700.000 má tôi dúi vào tay và một cái lò xo cũ. Cánh cửa đầu tiên mà tôi chạm tới đó chính là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trong suốt quá trình là sinh viên học nghề của trường, tôi có may mắn là nhận được một vai diễn trong truyền hình, và đó chính là phim Hoa Dại của đạo diễn Xuân Phước. Đó chính là cơ hội giúp cho tôi mở ra cánh cửa thứ hai, cánh cửa giúp cho tôi trở thành thành viên của nhóm hài Thanh Tùng. Thời chạy show không kịp nghỉ, bởi vì mỗi một đêm chúng tôi thường hay diễn tới 5-6 suất. Thời gian dần trôi thì một đêm chỉ còn lại là 3-4 suất, và rồi còn lại 1-2 suất. Cho tới mãi bây giờ thì 3-4 tháng chỉ mới gặp nhau có một lần. Và lần gặp đó có đôi khi là xuất diễn, và cũng có đôi khi cũng vì nhớ nhau quá cho nên chúng tôi đã tụ họp về lại nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống với nhau một ly cà phê ở nhà má Phi Phụng. Rồi mỗi lần chúng tôi ra về
Má Phụng thường hay dúi vào tay chúng tôi những đứa con ở trong nghề của má, mỗi đứa dài 300 ngàn, chỉ để giúp cho chúng tôi tạm sống qua ngày ở thời gian đó. Mọi người biết không, thật là trớ trêu khi cánh cửa của sân khấu hài vừa khép lại thì cũng là lúc cánh cửa của trường đại học sân khấu điện ảnh mở ra đẩy tôi bước vào đời. Lúc đó tôi hoang mang, chồng trên sợ hãi, tôi không biết mình phải làm như thế nào trên con đường tôi đang chọn. Và rồi đến một lúc tôi đã học chưa. Sau nhiều năm, sau nhiều tháng, tôi chôn mình trong bóng tối. Tôi đã quyết định gom hết tất cả những gì mình có ở Sài Gòn. Tôi gửi trả về cho má tôi. Trong đó có cái lò xo cũ của má. Còn tôi không dám trả mình về cho gia đình. Bởi vì tôi sợ khi tôi về đó, tôi phải đối mặt với má tôi với những câu hỏi: ở Sài Gòn con làm gì? Rồi tôi sợ tôi phải đối mặt với tất cả những bà con hàng xóm ở xung quanh đó. Họ gặp tôi rồi họ hỏi: ở Sài Gòn mày làm được gì? Nhưng sợ là để đi các bạn ơi, sợ là để đi chứ không phải là trốn chạy. Tôi đã vượt qua bóng tối, tôi đã cố hết tất cả mọi sức lực của mình để tồn tại trên con đường này. Vâng, kính thưa mọi người, bây giờ tôi đang đứng đây, tôi rất hạnh phúc. Tôi đứng đây bởi vì bằng sức mạnh của rất nhiều cánh tay đã níu giữ tôi lại. Trong đó có người tôi gọi là ba, là má, là anh, chị, em, đồng nghiệp của tôi. Với chủ đề chắp cánh ngày hôm nay, đối với tôi nó là một chủ đề khó. Nó khó ở đây không phải vì là do gia truyền thi cử, mà nó khó với tôi là bởi vì tôi mong muốn ở chủ đề này là một sự gắn kết tất cả những người mà tôi yêu quý, tất cả những người yêu quý tôi trong gia đình nghệ thuật này. Lộc ơi! Dạ ba! Mọi người thấy đó, họ sẽ đến đây với tôi. Ý, ba! Ba! Xong! Sao? Có nghĩa là ba tới nhà của má Phụng nè, ba tới nhà của chị Thị Mười nè, tất cả những thành viên trong nhóm bà tới hết rồi. Họ trả lời với ba một câu là... Sao ba? Kẹt cứng ngắc. Sao kỳ vậy ba? Tại vì con cũng biết là má Phụng kẹt cái lịch quay phim rồi, chị Mười cũng kẹt lịch quay phim, không thể nào bỏ đi được hết trơn cái trọi á. Rất là muốn tới đây để ủng hộ con, để giúp đỡ với con, nhưng mà có điều là không đi được, đoàn phim mà ta không cho phép. Ba rồi còn Ngân với Subin sao ba? Ngân hả? Dạ. Ngân thì nó cũng quay chung với chị Mười. Còn Subin thì bây giờ tội nghiệp đó, nó bỏ nghề rồi, nó đi chở hàng cho siêu thị đó con. Con biết là bây giờ nhóm mình á không có đi diễn nhiều nữa, ai cũng có công việc riêng hết á. Ừ. Nhưng mà bởi vì cái tập này là tập chắp cánh, con rất muốn mọi người hỗ trợ con hết mình và có một tiết mục kỷ niệm cùng nhau á ba. Giờ sao? Sao là sao? Bây giờ vậy đi. Có nghĩa là bây giờ ai cũng bận, ai cũng kẹt hết trơn hết trọi rồi. Giờ có hai cha con mình là cũng được mà. Con yên tâm, con tin tưởng đi ha. Trời không triệt con người ta vô đường cùng đâu. Ba nói vậy sao được ba? Ba thừa biết bây giờ một tiểu phẩm hay một tiết mục của mình con với ba làm được cái gì. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi, con lỡ lời với ba. Ba đừng giận con nha. Ba thương con á. Ba cho phép con gọi điện trực tiếp cho má Phụng. Biết đâu á con có khóc nè, con có xin phép má Phụng, cái má Phụng sắp xếp lịch để má Phụng giúp con. À, thì tùy con, tùy con ha. Nhưng mà ba nghĩ là không ép phê đâu. Lộ. Dạ má. Lộ. Dạ. Ủa?
sao điện thoại không có bắt máy mà sao nghe tiếng má phụng? Ai biết? À. Cái gì vậy? Dạ, nghệ sĩ hài Thanh Tùng nghe nhẹ. Con biết bà thế nào cũng giỡn là má đứng ở ngoài đúng không? Bà không cho má vô làm bất ngờ đúng không? Trời ơi, con làm như là cái giọng của má Phi Phụng là bự lắm mà đứng ở ngoài hậu trường bà nói trong này nghe. Không có chuyện đó đâu. Có sao không? Bà giấu má Phụng đâu rồi kêu má Phụng ra đi giỡn hoài. Bà nói không có đâu mà. Kêu má Phụng ra đi chứ má Phụng ở đâu? Kêu má Phụng ra hả? Dạ. Phụng ơi! Má ơi! Bà Phụng ơi, Phụng ơi! Má! Bà Phụng à! Bà giỡn hoài! Bà Phụng ơi! Má đâu? Bà Phụng ơi! Bà Phụng! Má nằm trong tay! Bà Phụng ơi! Má đâu trong túi vậy? Bà ở trong này nè. Má Phụng mong rằng con thi chương trình Sao Nữa Ngôi càng ngày con sẽ được vô vòng trong và được là chung kết nha. Để giật cái giải cho má Phụng, mà trước khi giật giải má Phụng giật cái giải này cho con. Má Phụng tặng cho con một cái áo, coi như là món quà mà con lấy cái hơi của má Phụng để cái duyên dáng của má Phụng nghe. Thì tốt nghe con. Quay chưa anh Tùng, nãy giờ ngoài chờ đó nghe. Ủa gì vậy? Hả? Giờ anh Tùng quay cái gì? Ủa? Có chị Tiền. Thầy. Ai thầy? Vinh Lộc. À, chị Vinh Lộc hả? Ừ. Đó, anh Tùng quay cho nó kìa đó. Cố lên nghe Lộc. Cố lên. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với chị mà tụi em không có tới được. Nhưng mà từ phương xa tụi em sẽ chúc chị diễn thật hay, thật giỏi, thật tốt. Cố lên nha chị Lộc. Cố lên nha chị Lộc. Cố lên. Lụm giải. Nhớ lấy giải nha. Cố lên nha chị Nghinh Lộc. Quán quân được rồi. Tặng cái áo rồi không có tới đây giúp rồi làm được gì. Thì cũng ngọt chơi với bà nữa. Nghe cái này là bậy nha. Nhận quà của người ta ít nhất cũng phải nói một tiếng lịch sự là cảm ơn người ta để ba chuyển lời lại với má Phi Phụng nha. Cái này là con bậy rồi đó. Có nghe ba nói không? Con không có nói chuyện với ba nữa. Ra đây, muốn cái gì ra ngoài này nói chuyện cho nó rõ ràng. Ra đây. Ông nói đi. Tôi nói ông đó. Ông hay nghĩa. Hả chồng hả? diễn. À, diễn gì? À, có nghĩa là anh nói cho bà xã nghe. Tại vì bà xã cũng hiểu là sở dĩ anh về trễ là tại vì anh lái xe đường dài đó, cho nên là nó kẹt xe tùm lum bà la hết trơn ở trọ, cho nên về trễ. Nhớ bà xã lắm, xin lỗi bà xã về trễ nha. Không có nhớ nhung cái gì đó. Đi 3-4 ngày nay không về nhà hả? Ông đi đâu? Thì bà biết công việc của anh mà, trời, anh lái xe đường dài mà đương nhiên là đi về thì sớm về muộn đó là chuyện rất bình thường mà, đúng không? Chẳng phải à, bình thường à. Nè, ông đừng nói với tôi á là ông đi rồi ông kiếm tiền về ông nuôi tôi nha. Xin lỗi à, một tháng nay một cắt con túi cũng có nữa. Thì rõ ràng là anh đi làm ăn kiếm tiền về nuôi bà chứ còn gì nữa. Nuôi tôi hả? Vừa phải thôi. Cái gì của ông á tôi cũng biết hết á. Đúng rồi. Tiền. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nha, chỉ có mỗi một chuyện tôi không biết là tới khi nào ông bỏ tôi mà thôi á. Tôi bỏ bà cái gì? Tôi làm kiếm tiền về. Ai cũng đồn là ông có vợ bé kìa. Ai nói vậy? Tôi có vợ bé hồi nào? Nè, đầu hai thứ tóc rồi mà đã có vợ bé nha. Nha, chúng cười cho thúi mặt. Bậy đi nghe, bậy nghe, cái này là không có chứ đừng nói hai thứ nghe. À, đầu hối. Ờ, nói đúng danh đi. Đầu hối mà đặt có vợ bé. Cứ nằm đi, hả? Tôi nói bà ăn có thể ăn bậy nhưng mà nói không thể nói bậy được nha. Bà nói là cho đàng hoàng, ai nói với bà tôi có vợ bé. Ông ngủ nói nhiều nữa. Nè, ông bước ra khỏi nhà tôi đi. Từ đây về sau tôi không bao giờ muốn thấy mặt ông nữa. À, có nghĩa là nãy giờ mình chỉ giỡn thôi chứ gì phải không? Không phải là thiệt đúng không? Thiệt. Có nghĩa là bây giờ bà đuổi tôi thiệt. À. Bà tin lời người ta nói là tôi có vợ bé rồi bà đuổi tôi ra khỏi căn nhà này thiệt không? Ừ á. Bà chắc chắn chưa? Chắc. Tôi đi rồi tôi sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa đâu đó bà. Bà nhớ bà đuổi tôi nha. Được, tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi tôi đưa cái này cho bà. Bởi vì tôi rất sợ. Tôi rất sợ những chuyến xe chở hàng đường xa gặp chuyện không may xảy ra cho bản thân của tôi. Thì lúc đó còn có cái này để lo cho bà khi không còn tôi ở bên cạnh. Thank you.
là đi luôn hả? Tôi là ý mà. Trời đất ơi, tôi biết lắm mà. Muốn đi dữ lắm. Đi để đi với bồ nhí đúng không? Ờ, đi đi. Tôi nói cho ông biết nha. Ông có đưa cho tôi nhà lầu xe hơi, một núi nhà tôi cũng không bao giờ tôi tha thứ cho ông đâu. Thấy chưa? Cái gì đây? Nguyễn Nhân Nghĩa, Nguyễn Thị Mai. Nè, đúng rồi nè, nè. Đưa đơn ly dị cho tôi ký đi với bồ nhí đúng không? Được rồi, tôi ký cho ông coi. Đừng gì ký nè, bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ. Vẫn làm tốt, vẫn làm được. Bà nói cho con nghe, bữa nay là má Phi Phụng cố tình không đến đây, bởi vì má muốn cho con diễn cái vai này. Má nói với ba rằng đã tới lúc con phải làm những vai lớn, chứ không làm những cái vai nhỏ trong nhóm nữa, hiểu không? Và ba thấy ngày hôm nay là rõ ràng là con đã làm được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con phải kiên định, con phải mạnh mẽ, từng bước vững chắc bước đi trên con đường nghệ thuật. Không gì là không thể. Ba tin rằng con sẽ làm được. Dàn dựng thì lung linh, diễn xuất rất tốt, đài từ rất rõ, nhưng có những chỗ quan trọng con lại nhấn cô nghe không rõ. Cô quay qua cô hỏi Long, Long ơi, sân khấu điện ảnh mở ra thì nó vô nó bị cái gì? Sao cái chữ đó cuối cùng đó là cái chữ quan trọng lại không nghe? Có nghĩa con chuyển cuộc đời mình, chuyển cá tính của mình, chuyển hình tượng của mình, lại những cái mấu chốt đó lại cô lại nghe không rõ. Chứ còn thật sự cái đài từ của sân khấu kịch của con rất tốt, rõ ràng, vui buồn, hung dữ, có nghĩa rằng hội tụ lại trong người con. Hôm nay thì anh lại thấy em có một cái diện mạo và một cái suy nghĩ đột phá. Về nội dung thì quá tốt, nhưng mà phải chi từ một cái thoại kịch của em, một cái tự sự của em quá tốt rồi, thì khi mà em phá vai ra đó thì nó một cái gì đó nó khác hẳn luôn. Dạ. Thì nó sẽ kịch tính hơn và nó sẽ làm cho người xem á buồn, khóc theo cảm xúc, và sau cùng là cười xá lên với một cái vai mà em thể hiện của Phụng. Tại vì chị Phi Phụng á, chị nổi tiếng là hài. Dạ. Tại vì anh Kim Tử Long anh khó quá thôi. Ban đầu em bắt đầu em đứng nói về mình á thì chị xúc động. Tại vì chúng ta cũng là những cô bé ở quê lên Sài Gòn rồi cũng tìm một cái tương lai. Em thì lên sân khấu điện ảnh, còn chị thì lên cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Nó y như vậy đó. Có một giai đoạn mình phải gần như là chùng bước. Nó y như những gì mà chị cũng trải qua, cho nên tự nhiên có sự đồng cảm. Chị cảm nhận rằng là nó giống như là đời thực của mình luôn á. Nó không phải là một vai diễn nữa. Với tiết mục này có lẽ là chinh phục chị. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn ca sĩ Đông Đào. 9,75. 10 điểm. Và bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Nghinh Lộc. Xin mời tất cả quý vị. Chín phẩy sáu điểm. Trời ơi, nhanh lên bờ. Cái gì vậy? Nhanh lên, ta biết anh sợ, cũng đi chậm nữa. Ngộ quá. Đàn ông, đàn an ở dân biển, chuẩn bị đi chiến trường đánh giặc. Trời ma. Trời ơi, đi về ra đây chị. Mệt quá. Ê, đi đâu chạy gì? Trời ơi, ra đây á là tại vì Cát có hẹn ra đây, hiểu không? Cát hẹn? Ừ. Hẹn em. Cát ơi. Cát. Ê, bà. Cát hẹn anh. Hẹn anh thì anh đi mình, đi kêu tôi ra đây chị. Trời ơi, tại vì anh sợ cho nên mới rủ em ra đây đó. Không, mệt quá. Nghe nói đã, cái gì đó có rồi về không à. Với lại á, ngày mơ anh đi rồi, ở nhà nhớ chăm sóc cô tí, nói chừng Cát giùm anh, hiểu không? Biết rồi. Ê, cái gì vậy? Bò. Cát ơi. Trời, sao lại sợ ta? Anh Thiện. Cái gì vậy? Cát. Dạ. Em làm gì vậy? Hả? Em hù anh chứ gì? Mấy người á, lần sau không có vậy nữa nghe chưa? Biết rồi. Cát. Dạ. Hai đứa mình à, quen nhau bao lâu rồi ta? Không nhớ nữa.
nói gì thì nói chứ. Tới cái đám hỏi mà hai đứa mình còn chưa có, nói gì tới cái đám cưới đúng không? Dạ trời, tự nhiên nói đám hỏi đám cưới đây trời. Ủa, chứ mấy người không biết gì hả? Biết gì? Ngày mơi tôi đi rồi đó. À, bác chính có nói. Cắt. Gì? Chờ tôi nha. Ý là hỏi cưới tôi hả? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà hỏi cưới người ta có cái vỏ ốc vậy? Ê, hả? Nghe thử đi. Này nè, nghe thử đi. Con nghe thấy tiếng gì không? Nghe. Nghe thấy gì? Tim đập. Gì vậy? Không phải cái tiếng đó. Nghe lại đi, nghe lại đi. Nghe lại. Nghe kỹ một lần nữa coi có tiếng gì khác không? Nghe nè. Nghe thấy gì? Biển. Biển. Biển tôi á. Tôi tên biển á. Hiểu rồi. Xong rồi phải không? Ờ. Nè. Ủa rồi khăn mấy người xài hàng ngày đưa tôi chi đây? Có mùi của tôi đó. Mùi của biển nữa. Không phải mùi của mấy người đâu. Mùi của biển ngoài kia kìa. Biết rồi. Chị mỗi lần á nhớ lấy ra hết nhớ. Thơm. Thơm gì vậy? Thì thơm mùi cát. Ôi mắc cỡ. Tôi nghe con, tôi nghe. Đấy. Đi. À, cát. Mấy người à, nhớ chờ tôi nha. Tôi mày đó hả Cát? Dạ. Ký đâu ra đây vậy? Ra kiếm bay chứ đâu. Kiếm con chi? Thiệt là tình. Bom đạn nó rải ngoài đó chưa đã hay sao? Vô tới cái làng chài nó rải. Mà tía nói thiệt bay á. Dạ. Tía già rồi đợt đó ông ấy á, bay cho tía chết luôn cho rồi đi. Còn hơn bay nhào vô làm chi? Rồi bom đạn nó cướp cái đôi mắt của bay. Nhìn sao tía chịu nổi con? Tía. Tía ơi. Đây tía đây. Con nói tía nghe nè. Ừ. Tía bây giờ tía còn sống, ừ. Tía mạnh khỏe thì con có mù mắt cũng đâu sao đâu. Quan trọng là tía đứng đây nè. Bay cứ vậy hoài. Tao nói thiệt bay á, hồi đó giờ bay cứ nghĩ cho tía mà. Không mấy bây giờ tía cho tía xin một điều thôi nghe con. Dạ tía cứ nói đi, con làm được con làm à. Bay lấy thằng bờ nghe. Tía, con là vợ của anh Biển mà sao tía cứ kêu con lấy anh bờ hoài. Con chỉ làm dâu của tía thôi à. Ủa mắc cười không? Mày lấy thằng bờ thì mày cũng dâu tía chứ mày là gì của tía? Không, nhưng mà con là con phải lấy anh Biển, làm vợ anh Biển chứ không làm vợ anh bờ. Rồi mày định chờ nó suốt ha? Thì ảnh về thì con cưới ảnh, còn ảnh không về thì con cứ chờ thôi. Mày chờ 10 năm rồi. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm cho mày chờ hả con? 10 lần á tía. 10 lần mày mọc nanh mày nhai đầu tao ha? Không phải. Là hả? Con nhỏ hơn tía 30 tuổi đúng không? Rồi sao? 10 lần có nghĩa là tía sẽ là 100 tuổi già. À. Chỉ chi lúc đó con 70 tuổi. À. Tía chết con chôn. Ta... Con. Rồi tao nói bay nghe là lỡ rồi tới lúc đó bay chết ai chôn? Con không biết. Tía không giấu bay chi nữa. Nói luôn bay nè. Đâu mà chờ lì quá à. Tao nói cho bay biết ha. Thằng Biển á, là bây giờ á, là coi như là nó 10 năm nay nó quên bay rồi. Nó có vợ rồi. Nó có con luôn rồi. Chí nói sao? Anh Biển á, anh thương con lắm.
Anh không bao giờ làm vậy đâu. Thế nào anh cũng về à. Mày nghe rõ chưa? Mày đi ra đây. Ê, về rồi thì đi ra đây nè con. Thấy không? Mày ngon á, mày ra đây, mày xin lỗi con tao đi. Mày xin lỗi 10 năm thanh xuân con gái người ta cho tao đi. Tía, cứ nói chuyện ngay vậy tía. Hạnh. Tía, giọng ai vậy tía? Biển đó con. Tía đừng có nói xạo nha tía. Tía, anh Biển về đúng không? Biển nó về con. Tía, tía, ảnh đâu tía? Biển ơi, mà tía ơi, con mù rồi tía. Không sao hết con, không sao hết. Quan trọng là thằng Biển nó về. Nói nó về, phải không? Con phải nghe nó nói, phải tin lời tía. Anh à Cát ơi. Cát. Anh Biển. Biển. Anh làm cái gì vậy? Tại sao vậy hả? Anh đi cái gì mà lâu dữ vậy hả? 10 năm trời anh mới chịu về. Anh có biết á là tía nhớ anh không? Hả? Đêm nào tía cũng nhắc tên anh hết á. Anh á, anh cứ làm thinh vậy hoài. Bởi vậy hả? Tía nói á là anh bỏ em, anh cưới người khác, anh có con với người ta. Không có vậy đúng không? Đúng không? Anh không có vậy đúng không? Trả lời em đi. Đúng không? Là vậy. Tía. Anh bò. Anh bò đúng không? Rồi con thương mà tía. Anh có đi bao lâu anh về. Anh chỉ cần đứng kế bên con vậy nè. Con nghe hơi thở cái con biết liền. Tía đừng có gạt con. Tía. Con nói rồi đó tía. Có gạt được Cát đâu tía. Chú bờ cũng kỳ nữa. Sao cùng với tía lừa gạt tôi chi vậy trời. Không sợ tôi buồn hả? Rồi á, anh Biển về. Anh Biển, anh biết được. Anh buồn chú á. Cát ơi là Cát, thằng Biển nó không có về con ơi. Ảnh hy sinh rồi đúng. Anh Biển. Biển ơi. Anh Biển. Anh Biển. Phải nói là với anh thì tiết mục của em đã trọn vẹn, chiếm trọn trái tim của anh. Bởi vì mình cũng có một người cha là người lính, cũng đi bộ đội. Cha Hùng không mất, nhưng mà khi trở về quê hương thì người yêu cũ cũng đây ly lấy chồng. Trong chiến tranh thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà giá như không có chiến tranh thì biết bao nhiêu người được hạnh phúc. Qua cái diễn của Nghinh Lộc, cô cảm nhận được là cái người phụ nữ bao giờ cũng vậy. Trong bất cứ một thời kỳ nào, họ cũng đã phải đấu tranh rất là dữ dội để có thể giữ được cái bản chất mà từ xưa giờ ông bà mình hay nói là rất là chung tình, chung thủy. Nghinh Lộc lại chứng minh cho mọi người thấy là cái khả năng diễn bi của mình khá là tốt. Đến giờ phút này thì anh khẳng định rằng cái diễn xuất của em nó bắt đầu nó quá chững chạc. Nó không còn là một thí sinh nữa, mà đã trở thành là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có một điều trong cái tiểu phẩm này đó, tại sao lại để tới 10 năm trời mới thử lòng em, rồi mới đưa cái khăn đó ra? Có nghĩa là cái khăn này mới đây mới biết đúng không? Hay là đã biết từ lâu rồi? Làm cho anh cảm giác như là chúng ta gài kịch quá. Cái một điều mà anh muốn nói với em từ đầu cho tới tập này đó nha, là em chưa có dùng sức của em để em biểu diễn. Em phải dùng để cho anh thấy được rằng ngoài cái đó ra, em còn có biết biểu diễn về vũ đạo hình thể để tạo nên một nhân vật. Chúc mừng em. 9,75. Tròn điểm. 10 điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân.
Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Nghinh Lộc. Chín phẩy sáu điểm, xin được chúc mừng. Ôi mấy đứa ơi, phụ má dọn hàng con. Dạ. Thấy lên này, hai đứa trai cẩn thận nhé, đồ má ở dưới này, lên má ơi, lên đây lên. Đi lên, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Đi lên, đi lên. Ê, phụ má bé ba nữa đi. Ờ, để lên nè, ngang đi, ngang tay để cái bàn bên đây cho má. Lẹ, ra ra ra. Đây đây, tao đây nè, đây có cơm nè, cơm nè, cơm coi chừng, coi chừng nóng nha. Có đâu lan rồi chúng mày ơi. Bậy á, cái này là có người ta đặt sẵn rồi, không có đụng tới nghe chưa? Con cảm ơn má. Này, không có nghe má nói là có người đặt sẵn rồi, cảm ơn. Từng tước, từng tước. Cũng được, cho má vui thôi. Hôm nay có tiền trả cho má nè. Ngoài quê mới gửi vô, con gửi cho má trước 200. Thôi vậy lấy 100, còn 100 để dành đổ xăng, bơm bánh xe đi học. Cảm ơn má Tam. Má Tam ơi, đó. Hết cơm rồi. Nhạc hợp dữ. Tụi nó có cơm ăn, không lẽ má để ba tụi con nhịn đói? Thì đúng rồi, người ta trả tiền trả nợ hết, người ta có cơm ăn. Ai như ba đứa, trời đất ơi, thiếu nợ dai quá trời rồi, nhịn đói thì phải rậu. Má, cho con miếng nước dồi với ba cái tô. Muốn làm gì làm, miễn đừng đụng cơm của tôi được rồi. Được, được, được. Ê, 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 cái gì vậy? Từ từ, má cứ từ từ, từ từ. Từ từ. Mấy đứa, ê, ăn mì gói hả? Dạ. Hả? Dạ, má cứ bình tĩnh. Đây, má nhìn đây. Thôi. Gì tụi con? Một gói mì tôm mà ba đứa ăn rồi sức đâu mà học. Hết tiền rồi. Vô bới cơm tôi ăn đi. Dạ. Dạ. Ê, 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 hỏi nha. Thường dạ. Ngày á, là đi lẻ, đi một, đi hai à. Nay làm gì mà bảy đứa bay, bảy dùng kinh tế của má là có hiền có mặt ở đây, đúng không vậy? Má biết sao bị gì cái bữa nay. Nhậm cục thịt cho thơm miệng nha Trâm. Ăn cơm. Má, đứa này. Má ơi. Vậy? Hết rau rồi, cho con miếng rau gan đi. Ê, bảy à. Ê, cái rau lan này, cơm này là má nói của người ta đặt mà cứ xinh xinh hoài à. Má. Vậy? Nhưng mà mấy năm nay rồi á, ngày nào cũng thấy má luộc rau lan. Mà có thấy ai ăn đâu. Khổ quá. Đừng có hỏi má nữa. Nhiều chuyện quá mà. À, ăn đi. Ủa má, má chừa cho ai à? Nói con biết đi. Tụi bay có lịch sự, có văn minh không? Má đã không muốn nói rồi, làm gì tụi bay hả? Ủa bay má bao quanh má ra hỏi má vậy? Người ta muốn bí mật thì cứ để người ta bí mật đi. Nhiều chuyện quá là ăn đi. Đi. Không được gì, chỉ được cái không được. Má à. Gì khó nói con nghe đi. Hướng kể ai đâu. Sống là để bụng, chết ăn theo. Thấy mày thật tình má nói cho nghe. Gì vậy má? Thật ra cơm này là có người ăn, mà bây giờ nó chưa ăn, chút xíu nữa nó mới ăn. Ai má? Kệ 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 nó, kệ nó kệ. Con hả má? Nhi, không phải mày, tránh ra. Nó kìa. Thấy không? Thôi má, con mới về. Tao. Trời ơi. Nè 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 nè. Má bới cơm sẵn cho bay rồi nè. Quá. Wow. Nay nó luộc rau á, lấy đi đi. Trời ơi, má dặn hoài à. Đi học xong rồi tới về nhà, rồi cái ăn cơm xong đi rồi đi chạy xe ôm cũng được mà. Trời, rau lan đó má. Ừ. Bay thích nhất rau lan mà. Wow. Nè, má dặn con á, làm gì làm, ráng lo học con, đừng có chạy xe ôm nữa. Má bán cơm này nè, má đủ lo cho con ăn học mà. Thôi má đừng lo cho con. Tôi nói cho nghe nè, tôi nuôi mấy người từ đó hổn à. Bây giờ chả bá vậy nè. Có bao giờ mà tôi nói tiếng cực cực tôi khổ không? Ráng đi, nghe lời má, lo học đi. Lúc đó làm kỹ sư đi. Trời ơi, tôi ngồi ở nhà tôi hưởng phước. Nè, để má nuôi con ăn học, học thành tài đi, nghe không? Dạ. Con trai của má ước mơ. Ước mơ. Ước mơ của con trai má sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp, đi khắp mọi miền đất nước, phủ lên một màu xanh cho quê hương mình. Mày mới đánh con. Con ai mà ước mơ gì mà chỉ đợi dữ vậy con. Ừ. Ăn cơm no xong vô bài nghe. Dạ. Yeah. Sớm Tân ơi. Dạ rồi, nghe rồi, nghe rồi. Ê, 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 đợi xíu. À. Ăn cho xong tô cơm đi rồi ra. Đi con chạy xong này đi, dụng về con ăn nha. Ăn dở mà. Chút chút xíu nữa con về con ăn nha. Đợi chứ, cái thằng này chưa ăn xong cơm nữa. Xe. Tô.
thương tụi bay như con như má vậy đó. Tụi bay tốt nghiệp vậy là má vui lắm. Nè, nghe má dặn, đứa nào á quê ở đâu thì về đó cống hiến để mình làm phát triển quê hương mình, nghe chưa? Dạ. Má, má nhờ tụi con chuyện được không? Dạ, có chuyện gì á má cứ nói đi, tụi con làm được hết rồi má. Má biết bữa nay tụi bay tốt nghiệp mà, có giấu má. Chuyện này dễ lắm, đợi má xíu. Cần Thơ gạo trắng nước trong, Phan Rí thanh long, Quảng Trị nè, Đồng Nai cao su với bò sữa nha, Hải Dương mùa giải năm nay phải bội thu nha con. Buôn Mê Thuột đen như cột nhà trái vậy đó. Này nữa, ở Huế ráng nha con. Rồi má dặn về quê hương của mình mang theo nha. Ủa, cái này là cái gì vậy má? Gì vậy má? Con trai của má. Má nhờ, má nhờ mấy đứa cứ về quê hương của mình mang theo anh đi, giúp má, giúp anh làm màu mỡ đất quê hương. Tân ơi, con đi với mấy em nha con. Đi với mấy em đi con. Nghinh Lộc đã làm cho tôi nhớ là một khoảng thời gian tôi đã từng là sinh viên của trường nghệ thuật sân khấu 2, nay còn gọi là trường sân khấu điện ảnh. Bà Chính Bán Cơm, một cái người bán cơm bình dân trước cổng trường, đã nuôi không biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ. Có những người nổi tiếng vẫn còn mang ơn của bà Chính Bán Cơm. Để có được một cái suy nghĩ về tương lai và gửi gắm gì đó cho quê hương thì đây là một trong những cái tiểu phẩm mà tôi cho rằng cái chủ đề của nó rất là rõ. Bạn mượn những cái tình tiết cảm động, bạn gợi lên cả một cái không gian và cả một cái ước mơ, quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Tôi cho đó là một cái sự thành công của bạn về mọi thứ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy. Qua nhiều dòng thì anh thấy Lộc càng ngày càng có nhiều cái kiến thức hơn, nhiều cái sáng tạo hơn. Và hôm nay thì với một tiểu phẩm theo anh thì rất là tốt. Anh nói thật, với một cái đầu và với một cái suy nghĩ của em khi mà em tìm ra được một cái tiểu phẩm như vậy thì anh nghĩ là quá tốt. Cái dàn dựng nó có thể thiếu nhưng ý tưởng nó phải có. Và cái ý tưởng của em rất tốt trong tiểu phẩm này. Chúc mừng em. Bây giờ chị Chính nói về cái mặt cảm xúc. Đây là một chủ đề khá là quen thuộc nhưng mà nó luôn luôn tạo cho mọi người có một sự xúc động và ấn tượng rất lớn về cái chủ đề này. Em diễn quá hay. Và hơn nữa là bạn đã đẩy lên được một cái chung. Đó là gì? Trong cuộc sống chúng ta, cái cần nhất là cái sự sẻ chia. Xin chúc mừng em. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Nghinh Lộc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ là số điểm của nghệ sĩ Trung Dân. 9,5. Dạ, cảm ơn thầy. Và bây giờ là thời gian dành cho các khán giả tại trường quay bình chọn cho Nghinh Lộc. Chín phẩy bốn điểm, xin được chúc mừng Nghinh Lộc. Bao lô, bao lô đây quá tốt, bà con ơi. Bánh tráng tròn, bánh tráng tròn đây mọi người ơi. Ủa, bác. Ủa, ủa mẹ Ngọc. Dạ, cảm ơn. Sao nay con bán đây? Mày bánh tráng đi chị. Bên chợ kia bị đuổi. Dạ, chạy qua đây chị. Nè, con nói bà ở nhà bà canh chừng Ngọc đi mà để cho nó học bài mà 10.000 bánh á. Coi coi canh chừng con Ngọc là cái chuyện của 10.000 10.000. Dạ. Hình như cảm ơn anh. Giống Ngọc vậy. Dạ, cảm ơn anh. Ngọc. Mày có không Ngọc? Đứng lại. Đi đâu? Trời ơi là trời. Hôm nay bày ra cái vụ gì nữa đi? Hả? À, con. Trời ơi ba ơi. Con Tâm nè. Nó bán bánh rất trộn kìa. Ngọc. Dạ. Còn bán bánh tráng trộn hả con? Dạ. Đẹp mặt mày lắm rồi. Ông ơi. Về. Về. Ông ơi. Mày về với ông tao. Ông ơi. Trời mưa rồi ba ơi. Mưa rồi ông ngoài ơi. Mưa rồi ba.
sao ba... không ngoại? Ba đỡ chưa ba? Không ơi. Sao Ngọc. Dạ. Quỳ xuống mày. Xin lỗi ông ngoại, lẹ lên. Mày nhìn lại mẹ mày có một cô đạo chánh của gánh hát ngày xưa đó. Vì thời buổi khó khăn, nó trải từ bộ đồ nó bán ở đầu đường cấp chợ. Để chi Ngọc? Để nó lo cho mày. Đáng lẽ giờ này con ở nhà con học tuồng mới phải chứ. Tại sao mày phải làm như vậy hả Ngọc? Ông ngoại, mẹ ơi, con muốn giúp đỡ cho ông thoát khỏi kiếp nghèo để lo cho gánh hát. Đời ông sau lắm gian nan, mưa nắng dài dầu không một tiếng than vang. Mơ ước mai sao con nên nghe dân nghiệp ngày sau. Ông ngoại ơi, con không muốn là một đứa trẻ vô tâm, chỉ biết yên vui trong ích kỷ. Khi nhìn thấy ông già mẹ dù tuổi cao, tất cả vẫn phải vất vả gian lao để lưu giữ nghiệp đình. Trong gia cảnh khó khăn con vui hưởng riêng mình, ông biểu là con phải lo giữ nghề giữ nghiệp, trong khi con thấy mẹ với ông cực khổ ngày đêm, vừa lo cho nghề vừa nuôi dạy cho con với niềm kỳ vọng con thành sao. Trời ơi, tội nghiệp cho con gái của tôi. Ba ơi, con của con đẻ ra con thơm đất rồi, con không cho nó làm cái gì nặng nhọc, con giữ gìn cho nó trắng da dài tóc. Con ước mong sau này nó lớn lên làm nghệ sĩ, rồi ra đường buôn bán đi, mặt mày đen đúa hết sao làm đào được bây giờ. Con thấy ông ngoại cực mẹ khổ. Ngọc, mày tưởng bay là đào thương như hồi xưa hả? Sao bay rượu hoài vậy? Bay đứng lên coi. Ba, lỗi này là của con hư tại mẹ. Bây giờ ba đánh con đi, con không có chăm sóc nó cẩn thận. Ba đánh con bao nhiêu cũng được, ba đừng có đánh con của con mà ba. Ngoại ơi, ông ngoại đừng có giận con nữa. Cháu ngoại già, cháu ngoại ngọc của tao mà nó đánh không được. Không đánh. À, ông ngoại còn thưởng gì vậy ba? Thưởng. Đó, nó có hiếu, nó biết nghĩ. Dạ. Như vậy là thưởng cho nó chứ. Ba thưởng gì? Thưởng đây nè. Hôm nay, ba đi làm, rồi ba chắc thoát. Ba mua được mấy thước vải, ba ghé bà Tám thợ may cho nó cái bộ đồ văn nè. Chào sao hả con? Ba mới lãnh chào ở gia đình dưới quê mình á. Dạ ba. Chào sao? Chào tới này nè. Cái rồi... Ba cho nó dài, nó hát cái dài mà cổ nhĩ phi long. Cho nhỏ nó hát đào văn, chứ để nó hát đào võ hoài tao sợ nó bị liệt phe. Trời sắp sửa tạnh mưa rồi. Ngọc. Dạ. Bỏ vô. Dạ, bỏ vô. Còn lại bỏ vô. Trời bỏ ơi vô. Làm ơn tạnh mưa cho con về. Trời ơi. Ê phụ lên, lẹ lên để mưa. Nè đó, về đó. Ha. Nhưng mà về tới nhà là nhớ phải hát cái giai cổ nhĩ phi long cho ông ngoại coi nghe không? Dạ con biết rồi.
giờ mình vừa đi vừa hát để con luyện coi nó thủ tuồng không vậy bà. À, được à, vừa đi vừa hát vậy nó mới vui. Đường đường xa nó cũng bớt mệt. Đúng con rồi. Ha. Đi, dạ, rồi. Con hát nha. Con nhiễm phi long cái màn mà thiêu trong ngoài. Màn gì màn? Màn gì màn? Cứ việc hát. Nè, dạ, nè, 1, 2, 3. Ừ. Nguyên hồn trang linh thiên. Trời ơi, hát cái gì mà chậm rì chậm rụt vậy? Giờ chừng này mà về tới nhà biết chừng nào có bước thì theo cái nhịp nè. Tôi sặc máu đó, cái chỗ nào mà ơi vui đi. Ơi là trời. Thôi, đừng hát cái đoạn đó. Lựa cái chỗ khúc vui vui hát đi. Vui đi. Vui hả? Ừ. Vậy con hát cái màn đám cưới nha ông ngoại. À, à, hát cái hồi, hát cái hồi mà dâng rượu trong 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 lễ tân hôn. Ba, ờ, rồi, rồi, ba, 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 ba. Ta vui uống cho say, say tình, say ái. Một câu chuyện xúc tích, một câu chuyện hết sức xúc động. Chú xem mà chú nhớ cái thời ấu thơ của chú, rất giá trị về mặt nhân văn. Chú hoan nghênh tiết mục này. Cảm ơn cháu. Hôm nay em có một cái tiểu phẩm xã hội, không còn là những cái vở cái lưng tuần cổ nữa, nhưng mà đẩy kịch tính cho cái vai của Ngọc á, chưa đến. Cái tình huống hồi nãy giờ đó mà đặt nặng vô bà mẹ thì anh nghĩ rằng tiểu phẩm này em sẽ sáng hơn. Với con mắt nhìn của một người khán giả, cái bối cảnh diễn đã bị đưa vào dưới cái mái nhà đó quá chật hẹp. Anh nghĩ rằng cái vai ông ngoại cũng rất là tròn, hay. Nhưng anh muốn rằng có sự xúc động ở trong đó nữa, qua cái tình cảm ông cháu. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc như thế nào. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm. Chữ tôn sĩ. Dạ. Nghe lời xóa dẫn. Nay xử tội tiết công nhi. Ai vào thời bắt chớ khá cho ra. Ai cãi lĩnh chém đầu làm lĩnh à. Nàng ráng vào trống xin tội cho ta nghe nàng. Dạ, Tiết Lan. Dạ, dây tiền bá bảy, trơn hạ khoan dung, ngủ lên kỳ chuốt tội người thương, xin nguyên soái niệm tin, dũng nạp. Bẩm hồng ân thọ lỗi, dây tiền ý kiến ngũ linh, dân ngũ linh chuộc tội vô hình, chúc nguyên soái phước như bả bả phúc.
Bạc nguyên soái này mà kim quân lệnh dữ không? Vào bên đây bá xoay bên kia, qua bên kia bá xoay bên nọ. Như thiếp đây bé chí trưởng nhân nhân tất phục cùng bởi thương. Châu dặn xuống đi nào, phải chịu nhục giữa ba quân. Ây bạc thôi, về thương chọc chẳng quản nhóc nhằn, lòng thương bạn công không giảm tiếc. Hey. Dạ, công thỉnh nguyên nhung chỉ phúc, khả văn tiện nữ trật ngôn, khuynh thần bái mạng giang môn, kính chúc soái gia bá bá phúc. Bá bá phúc. Hay. Kháng kiến đường đường nữ tướng, trật nhìn lẫm lẫm quá nghi, đơn thân thâu nhập linh kỳ, thích tác ngã gia có phải. Phi dạ. Đạo thử hạ lý. Dạ, đến đây dân ngủ lên kì, chúa kì tội trọng. Sắp lăng bên cạnh, thọ thiên sanh bất thọ thiên quay. Dạ dạ. Vừa hạ lệnh, ai có ngủ linh kỳ chuộc tội tiết lan, nay tất nhiên xuống chung áo quan. Dân báo vật, mẫu thân kháng quá. À, tướng báo vật. Thần nữ. Dạ. Soái thâu nhận ngủ linh kỳ, tha tội tiết dưỡng nhi, nàng định liệu thế nào? Dạ dạ, có nguyện tận phá địch, báo quân ân, tồn phú phụ. Thâu nhận linh kỳ, cảm ơn lương. Trên nguyên dung hẹp lượng chẳng tha, dưới tôi nguyện chiên môn loạn phá. Nói là nói như vậy, soái sẽ tha tội cho Tiết Dưỡng Nhi. Hai trẻ hãy đứng lên, mẹ chúc hai trẻ hòa duyên dây. Ngậu dạ đa tạ. Dạ dạ. Hồi chú còn nhỏ xíu, chú còn nhớ là chú 1 tuổi, 2 tuổi gì đó, chú đã coi hát bội rồi. Mình không nghĩ là đến bây giờ tụi con mà vẫn còn một cái thế hệ mà yêu hát bội như vậy. Anh ngồi đây anh xem, anh thấy rất là cảm động. Vì đây là một cái bộ môn sân khấu kinh điển. Hôm nay em đã dám mạnh dạn em đưa cái vai thần nữ đến với sân khấu. Đó là một cái điều mà
anh rất trân trọng. Em là một diễn viên bộ tịch rất đẹp, rất chuẩn. Nhưng anh chỉ góp ý với em một chút xíu nữa thôi. Đó là nội tâm. Yeah. Chúng ta dù có bộ tịch đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cái nội tâm của chúng ta không có, không gắn liền hai cái, nó kết nối lại với nhau, thì người xem có cảm giác như em đang múa chứ em không phải là em đang hát. Chú nghĩ đây là chào sân thôi. Con chú ý cái là khi con diễn, con hát, ở bên trong con có cái tâm lý bên trong, và con có những cái thay đổi tâm lý, cái hồn của con nữa, thì những tập sau con sẽ hay hơn. À, chị Mỹ phải nói là rất là xúc động. Thấy em còn trẻ mà em theo cái niềm đam mê của mình là bộ môn rất là khó. Em là một cô đào bước ra sân khấu thật là chỉnh chu và sáng sân khấu, và cái giọng ca cũng rất là ngọt ngào. Có lẽ là bị áp lực cho nên là có những cái mình bị phân tâm chút xíu. Nhìn cái tiềm năng đó thì tương lai chị Mỹ thấy là những tập tới nữa đó là Bảo Ngọc sẽ còn sáng giá hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 9,5. Còn bây giờ là thời gian bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Bảo Ngọc. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Bảo Ngọc của chúng ta là 9,4 điểm. Xin được chúc mừng. Việc quá bất ngờ khiến ta rã rời nghị lực. Các bạn thân mến hỏi, ta không còn thiết sống, ta chỉ muốn chết quýt cho xong. Người chồng, người mà ta có quyền chờ đợi mọi sự tốt lành, lại là kẻ bị ổi nhất của giống người. Ôi, trong tất cả các loài có cảm giác và sống, thì đàn bà là những người khốn khổ nhất. Mê đê này không dễ dàng khuất phục đâu. Can đảm lên, can đảm lên mê đê. Ê, tập bài gì mà sao làm mặt làm lốn quá vậy? Trời ơi, phải trang điểm rồi đầu tư như vậy nè, để mình mới có được cái thần thái của nhân vật. Diễn vai gì mà bận đồ này? Nữ thần mê đê, thần thoại Hy Lạp. Thầy nói nhớ... là sàn tập như sàn diễn. Mình nhớ cái bộ đồ này đâu phải của mê đê đâu. Trời ơi, mượn ở dưới vào vùng trang á. Nhưng mà cô chú nói là cứ bận đại đi thì Lộc cũng thấy là bận đại được. Cảm ơn nhiều nha. Chú nói tập nữa nha. Lộc. Hả? Qua đây. Cái gì vậy? Qua đây phụ. Nè, nói nghe. Tụi mình mới nhận cái show kia kìa. Gọi là diễn hài hước vui dụng nhịp luôn. Ôi, hay à. Mời Lộc vai được không? Trời, học chung lớp biết diễn chính kịch không mà đâu có biết diễn hài đâu mới. Ê, nó nghe nè. Lương nó cao lắm nha. Đủ đóng tiền nhà luôn á. Ê, đủ đóng tiền nhà luôn hả? Đúng rồi đó. Giờ diễn không? Nè, kịch bản là tụi mình viết sẵn luôn nè. Đó, giờ chỉ cần Lộc về là Lộc thôi. Coi đi. Coi đi. Ê, nhưng mà tại không đúng sở trường á nên là cũng ngại ngại lắm. Có gì Lộc báo lại, được không? Suy nghĩ chút xíu thôi nha. Cái gì? Đủ tiền đóng tiền nhà không? Dư luôn. Lộc ơi, sao con cố chấp vậy? Bà đã nói rồi, gia đình của mình không có ai đồng ý cho con theo cái nghề này hết á. Vậy mà tại sao bỏ nhà trốn nhà lên Sài Gòn để theo cái nghề này? Con coi được thì làm, còn không thì về đây sống với ba má, rồi đi làm công nhân cũng được nghe con. Thắng, ê cái dài nãy á, kêu Lộc diễn á, có kiếm mai thế chưa vợ? Vậy hả? Vậy Lộc diễn nha. Này, đứng lại đợi chứ coi, tự. Chết, đập bánh đi trời ơi. Trời ơi, này lại đi. Ủa, chú làm gì vậy? Tôi đá bánh vô trong nhà tao rồi bể cửa kiến nhà tao làm sao? Ủa, cái này cái sân chung mà chú. Cái ngày xưa nó chung, chứ bây giờ tao về đây ở rồi, nó riêng. Ai bước qua khỏi hàng rào này tao cắt. Má ơi, người ta ăn hiếp tụi con.
vậy má? Má xách dao đi đâu vậy? Chém ai? Ơi, lộn. Trời ơi, chết tôi rồi. Banh cái sóng chén rồi. Trời. Ủa cái này sân chung mà nghĩ sao có nguyên cái hàng rào ở đây? Mới vừa về đây mà dám động tới ổ kiến lửa hả? Nè. Chị ba. Đề ba. Ông nghĩ sao vậy? Cái thứ gì vậy? Hả? Mới vừa về đây để nguyên cái hàng rào đây, không có tình làng nghĩa xóm vậy? Chơi như vậy là chơi với kỹ á. Mày chửi hay không? Tiếp ba. Cái thứ ăn cái nào rào cái đó. Hai ba. Cái thứ uống nước nhớ nguồn. Hai ba. Cái thứ ăn quả nhất cái trồng cây. Hai ba. Cái thứ hai cơ sáu ba năm bảy chủ nhật nghỉ. Hai ba. Ủa chị ăn ngủ chị má. Cái gì má? Hết văn mời. Trời. Cái gì? À. Cái gì vậy? Nè. Ai vậy? Ai mà không có văn hóa, không có giáo dục, không có ý thức gì hết trơn á. Chỗ người ta đang ngủ trưa mà xỏ cái mỏ qua chửi trong giống cho à. Dạ thưa chú, con không quen cô ấy. Cô ơi cô là ai vậy? Cô đi ra đi, nhà con không còn gì để bán. À, chào ông anh, hàng xóm mới tới hả? Xin phép ông anh để tôi giải quyết chuyện gia đình xíu. À, xin giới thiệu với ông anh, đây là hai đứa con trai của tôi. Ông anh có thấy hai tụi nhỏ nó đẹp trai không? Dạ, chẳng hay ông anh về đây, tụi nhỏ nó có lễ phép với ông anh không? Dạ, hết. Tụi nó lễ phép lắm, nó chào tôi rồi. Dạ. Chỉ có cô chưa chào. Ông anh nói vậy là sai á. Cái bữa mà ông anh về đây, tôi đứng nguyên cái cửa sổ nhà tôi vậy nè, tôi nóc cái đầu ra tôi. Ê, ông anh, mới về hả, hàng xóm phải không? Tôi nè, tôi nè, hàng xóm. Vậy là bà đó hả? Tôi. Vậy mà tôi tưởng nhà bên kia nuôi đời ơi. Một không. Ông anh nè, mình là hàng xóm với nhau. Ông anh mới về đây á, ăn ở sao cho nó đàng hoàng. Chứ lại cũng lớn tuổi rồi, trái gió chở trời, giật quan cái méo miệng chết. Rồi ta không ưa mình, ta không qua đây, ta tẩn liệm mình kỳ lắm. Tàu lắm. Một điều. Xích ra, đừng đứng gần hàng rào. Được rồi, tụi con. Dạ. Lập trận, ba ngọn nến lung linh. Dạ. Cái gì vậy hả? Hả là gì? Làm gì vậy? Cái gì nữa vậy? Trời ơi, hai đứa. Dạ. Giải cứu cho má, lẹ lên. Má, đừng đào ra. Bình tĩnh. Ông anh. Vậy? Ở không đó làm gì? Qua đây giải cứu tôi rồi, lát rồi chửi lộn tiếp. Wow. Dạ. Con sợ bà hả? Lẹ. Trời ơi. Đây nè. Tonight, I sell my love for you. Oh, yo, yo. Mỹ nhân kế hả? Ai ơi, tào lao vậy? Bây giờ không chửi lộn nữa, mà là quánh lộn. Yeah. 1, 2, 3, lửa xa không cứu lửa gần, người chung một xóm. Rằng đánh nã nhau ở đời đừng quá sân si, muốn gì thì nói chứ đừng mà đồng tay. Thôi thì chúng ta hãy làm theo âm thanh đó đi, giảng quà nhé. Không được. Quê rồi, các hàng rào để đây sao được? Tụi con dẹp hàng rào. Yeah. Lương. Ôi, nhanh chạy. Lương. Tiền đâu. Trời, lạnh trước khi diễn mà. Đi đóng tiền nha. Đi. Có bao nhiêu nha? Ở. Có tiền đóng tiền nhà rồi. Lộc cứ nghĩ là từ nào tới giờ là không có biết diễn hài. Vậy đó, một sự hữu duyên, Nghinh Lộc gặp được người cha nuôi của mình, đó chính là nghệ sĩ hài Thanh Tùng.
được diễn với cha nuôi tính cho tới bây giờ là 10 năm hơn rồi. Để có được sự cơ duyên này, xin cảm ơn một lần nữa người cha nuôi của Vinh Lộc, nghệ sĩ hài Thanh Tùng và nhóm hài Thanh Tùng. À, Lộc. Dạ. Thầy lại thầy rất thích cái chính kịch của con. Cái lúc đầu mê đê đó. Dạ. Con có cái lực á, nội lực á, rất là dễ sợ. Và cái kết, cái chiều sâu của con nó rất là mãnh liệt. Khi mà em bước ra em hát, anh lại nghĩ em là một diễn viên chính kịch. Em diễn rất tốt, em nắm được tâm lý. Nhưng có một cái điều mà anh đang là tiếc là cái đại từ và cái âm vực của em khi em phát ra lời á, phát ra câu nói á, nó không có chắc. Dạ, bị thiếu hơi. Thiếu dạ. hơi. Em thấy điều đó không? Dạ, em thấy ha. Vì vậy cho nên là mình phải giữ sức. À, rất cảm ơn anh Lộc hôm nay để cho chị Mỹ có thể đánh giá em là một diễn viên tài năng, đa dạng. Em xử lý cái nội tâm của em á rất là giỏi. Cái hài của em cũng khá là có duyên. Rồi vừa đẹp vừa sáng sân khấu nữa. Vâng, còn ngay bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Nghinh Lộc. Xin được kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 9,75. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Nghinh Lộc. Điểm số của khán giả dành cho Nghinh Lộc là 9,6. Xin được chúc mừng.